Hãy cùng bảo vệ sức khỏe và duy trì vẻ đẹp của bạn và gia đình từ những kinh nghiệm sống khỏe và bí quyết làm đẹp đến từ các bác sĩ và chuyên gia hàng đầu. Em rảnh em đọc cho chị nghe đi. Chị em cũng không có rảnh, chị tự đọc đi chị. Nè cưng, cứ nói vậy chị không có đồng ý. Chị uống gì chị nói đi ha, chứ em hài hước. Em không biết chữ chứ em nghĩ chắc chị biết chữ à? Vui nhộn. Tiệm em có cái gì ngon nhất lấy ra cho chị. Vậy chén đậu phộng đi. Cái gì vậy chị? Ngon chị ha. Em ơi, ăn cái này ra cái này nè sẽ bị ung thư gan, hiểu chưa cưng? Ăn vô mắc gì ung thư. Chúng ta sẽ được lắng nghe cách phòng ngừa và điều trị bệnh từ các bác sĩ là chuyên gia hàng đầu. Bệnh ung thư gan thì rất là nguy hiểm, nhưng khi mà nó xuất hiện thì những cái triệu chứng nó thường là mơ hồ. Một số các loại nấm như Aspergillus nó cũng có thể dẫn đến tình trạng ung thư gan. Ngoài ra, cái tình trạng mà viêm gan hay là xơ gan do rượu là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh ung thư gan. Đón xem bác sĩ gia đình với chủ đề cách phòng ngừa và điều trị ung thư gan phát sóng lúc 12:50 Chủ nhật ngày 24 tháng 1 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.